Chào mừng quý vị đến với một điểm tin Giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Tin Vatican, Đức Thánh cha Chủ sự Thánh lễ mừng 500 năm loan báo Tin mừng tại Philippines. Lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm loan báo tin mừng tại Philippines. Vì đại dịch nên chỉ có hơn 100 người tham dự thánh lễ, trong đó có một số chủng sinh và tám linh mục Philippines ở Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha, đặc biệt có Đức Hồng Y Antonio Tagle, nguyên tổng giám mục Manila và hiện là tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc và Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma. Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trong đó có một nhóm người Philippines, một thiếu nữ bế tượng Chúa Giêsu Hài Đồng Santo Nino, một thanh niên cầm thánh giá Magellan và sáu thiếu nữ với khăn trong tay, tất cả vừa đi vừa múa hét theo truyền thống. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ bài tin mừng Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con của người đây chính là trọng tâm của tin mừng và là niềm vui của chúng ta thực vậy sứ điệp tin mừng không phải là một ý tưởng hay một học thuyết nhưng là chính Đức Giêsu người con mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta để nhờ người chúng ta có sự sống nền tảng niềm vui của chúng ta không phải là một lý thuyết hay về cách tìm kiếm hạnh phúc mà là trải nghiệm thực tế khi được đồng hành và yêu thương trong suốt hành trình cuộc sống. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con của người. Đức Thánh Cha khai triển hai điểm: Thiên Chúa yêu thế gian và Thiên Chúa đã ban con của người. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng cách nói đến chương trình mục vụ của Giáo hội Philippines, dẫn thân loan báo tin mừng là hướng đến mọi người và đến với mọi người. Khi bước đi trên con đường này, anh chị em đừng bao giờ nản lòng đừng bao giờ e ngại loan báo tin mừng phục vụ và yêu thương với niềm vui anh chị em cũng có thể giúp mọi người nói về giáo hội giáo hội rất yêu thương thế gian thật đẹp và lôi cuốn biết bao một giáo hội biết yêu thương thế giới không xét đoán và một giáo hội biết hiến mình cho thế gian ước mong ở philippines và mọi nơi trên trái đất được như thế Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Tạc Lê đại diện giáo hội Philippines và đặc biệt những người Philippines đang sống ở Roma cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài nói: Chúng con mang đến đây tình con thảo của toàn thể người dân Philippines của 7.641 đảo của đất nước, có hơn 10 triệu người di cư Philippines đang sống ở gần 100 quốc gia trên thế giới. Chúng con hiệp thông thánh lễ sáng nay cùng với Đức Thánh Cha. Tiếp đến. Đức Hồng Y nói đến hồng ân đức tin mà Philippines đã lãnh nhận trong 500 năm qua. Và hoa trái là hiện nay quốc gia đứng thứ ba về số người công giáo trên thế giới. Ngài cũng cảm ơn biết bao người đã cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng này. Cuối cùng, Đức Hồng Y nói đến việc di cư ở khắp nơi trên thế giới của hàng triệu người Philippines như là kế hoạch màu nhiệm của Thiên Chúa. Hồng ân đức tin đã lãnh nhận Giờ đây, những người di cư này mang đến chia sẻ cho những nơi họ hiện diện. Ngài nói, chúng con xa gia đình, không phải chúng con muốn bỏ rơi họ, nhưng để lo cho tương lai con cái. Vì yêu thương gia đình, chúng con phải chấp nhận nỗi đau chia ly này. Khi chúng con cảm thấy cô đơn vì xa quê hương, chúng con tìm được sức mạnh nơi Chúa Giêsu đang ở với chúng con. Chúa Giêsu đấng đã tự trở thành một em bé Santonino, và tự nhận mình là người Nazareth vác thập giá cho chúng con. Sau những lời cảm ơn của Đức Hồng Y, hai người đại diện dâng một bức tranh thánh cho Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ, cùng hát tạ ơn Đức Mẹ với Đức Thánh Cha, có một phụ nữ và hai em bé dâng hoa cho Đức Mẹ. Châu Mỹ Latin, Sứ điệp của các giám mục châu Mỹ Latin, nhân 8 năm giáo hoàng của Đức Thánh cha Phanxicô. Nhân dịp 8 năm Đức Thánh cha Phanxicô được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàng vũ, các giám mục châu Mỹ Latin đã gửi một sứ điệp cảm ơn ngài về 8 năm giáo hoàng được sống với niềm vui tin mừng, cảm ơn những cử chỉ và lời nói khích lệ và hướng dẫn của ngài. Trong sứ điệp các giám mục châu Mỹ Latin nhấn mạnh những điểm then chốt trong giáo huấn của Đức Thánh Cha và bày tỏ lòng biết ơn Ngài về sự khích lệ trở thành các môn đệ truyền giáo, về giáo hội đi ra, từ bỏ các đặc quyền và đi đến các vùng ngoại biên của cuộc sống như Chúa Giêsu thành Nazareth đã làm. Mục tử có mùi chiên, các giám mục nhắc đến tin vui ngày 13 tháng 3 năm 2013 Ngài Đức Hồng Nghi Bạch Cô được bầu làm giáo hoàng kế vị Đức Biển Đức thứ 16. Các ngài viết, Cảm ơn Đức Thánh Cha đã trở thành người đầu tiên giữa chúng con trở thành mục tử có mùi chiên, người hành hương của hòa bình. Mỗi ngày, bằng những cử chỉ và lời nói, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng con làm cho nước Chúa hiện diện trong các dân tộc của chúng con, đặc biệt là giữa những người nghèo khổ nhất. Không ngừng hoán cải, Sứ Điệp viết tiếp, chúng con biết rõ rằng giữa những bất bình đẳng và bất công mà lục địa của chúng con phải gánh chịu như giáo hội luôn được đổi mới chúng con phải thực hiện lời kêu gọi hoán cải không ngừng để thực hiện những ước mơ mà đức thánh cha đã trao cho chúng con ở querida amazonia miền amazon yêu quý làm cho giáo hội mỗi ngày càng giống người samari nhân hậu hiệp hành tham gia và trên hết là phục vụ dân chúa một giáo hội luôn sẵn sàng chữa lành vết thương như một bệnh viện giã chiến giữa những người di cư, những người mất nhà cửa, những người bị bạo lực, những nạn nhân buôn người và những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị từ chối các quyền cơ bản, cụ thể là về sức khỏe, việc làm, nhà ở và giáo dục. Giáo hội nghèo vì người nghèo, các giám mục châu Mỹ Latin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã dạy họ trở thành một giáo hội nghèo cho người nghèo, dẫn thân phát triển con người toàn diện, bảo vệ sự sống và chăm sóc ngôi nhà chung. Các ngài nhấn mạnh với tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã đặt ưu tiên quan tâm đến tình huynh đệ và tình bạn và một cách đặc biệt mời gọi chúng con quan tâm đến những người trẻ và những người già, phụ nữ và trẻ em, các nhóm thiểu số bản địa bị loại trừ và làm cho biến mất bởi một nền kinh tế giết chết cuối cùng các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đức thánh cha vì đã chỉ ra con đường đúng đắn để sống phúc âm với niềm vui và sự đơn sơ của trái tim tin giáo hội trung quốc đức hồng y cha paul kêu gọi làm tuần cầu nguyện cho giáo hội tại trung quốc đức hồng y cha paul Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu mời gọi các tín hữu tham gia tuần cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay. Hồi năm 2007, trong lá thư gửi giáo hội công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã định ngày lễ 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc trong thông báo ngày 14 tháng 3 năm 2021 vừa qua, Đức Hồng Y Sạc Po, dòng Don Bosco, cũng là Tổng giám mục giáo phận Yangon bên Myanmar viết Chúng ta cần cầu xin Đức Mẹ Xà Sơn tại Đền Thánh gần Thượng Hải bảo vệ toàn thể nhân loại và phẩm giá của mỗi người tại Trung Quốc như kinh nguyện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức trong niềm tin cậy mến. Thực vậy, chúng ta được nhắc nhớ rằng Toàn thể đạo lý xã hội của hội thánh phát triển nguyên tắc khẳng định phẩm giá bất kể xâm phạm của mỗi người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức cũng khẳng định lòng yêu mến đối với nhân dân Trung Quốc, lòng tôn trọng đối với nền văn hóa cổ kính và sự phát triển kinh tế ngoại thường. Và Đức Hồng Nghi Bo viết, Tôi hy vọng rằng trong khi Trung Quốc tiếp tục nổi lên như một cường quốc hoàn vũ, nước này có thể trở thành một lực lượng bênh vực điều thiện và bảo vệ các quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Trappol, từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, nhân dân Trung Quốc đã đương đầu với những thách đố gia tăng, có ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Điều rất đúng là chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho giáo hội, nhưng còn cho tất cả mọi người tại Cộng hòa nhân dân Trung Quốc một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phúc cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại